Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay nếu như Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rông thì ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nhiều và nóng. Tâm nóng giai đoạn cuối mùa này thì sẽ tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, và những nơi nắng nóng gay gắt nhất trong chiều nay dự báo sẽ là Đông Hà, Huế, Ba Tơ và Tuy Hòa với nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ. Còn phần lớn các thành phố từ Thanh Hóa xuống đến Phan Rang Tháp Chàm thì nhiệt độ phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Trời mỏng mây và nắng rát, quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời để tránh bị cảm nắng. Với Bắc Bộ, dự báo chiều nay cũng có nhiều điểm nắng nóng từ 35 đến 37 độ xảy ra tại Hà Nội, Hòa Bình, Phủ Lý, Hưng Yên, Bắc Cạn, Hà Giang và Lào Cai. Các nơi khác trời cũng nóng với mức nhiệt từ 33 cho đến 34 độ. Chỉ riêng có Điện Biên Phủ là trời dịu hơn 30 độ và có mưa rông vào buổi đêm. Lui xuống Tây Nguyên và Nam Bộ, ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa là trời khá nóng 33 đến 34 độ. Còn là các thành phố khác thì trời dịu mát 29 đến 32 độ. Bởi vì mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn trong chiều và đêm nay ở cả hai khu vực này, cùng với gió giật, sấm sét nguy hiểm, thì quý vị cần đề phòng cả ngập úng có thể xảy ra ở các khu đô thị và vùng trũng thấp. Cục bộ là sẽ có những nơi mưa to trên 50mm, dồn dập trong 1 đến 2 tiếng. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi có nguy cơ cao xảy ra mưa ngập trong chiều nay. Trên biển, huyện đảo Trường Sa cũng có mưa rông, tiềm ẩn về lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa không mưa, có nắng, gió khoảng cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.